Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu những sai lầm khiến bạn bị kẻ thù zero. Vậy thì chào mừng em đã quay trở lại với Rock KPI. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những sai lầm khi mà bạn zero kẻ thù. Zero là một món ăn đặc sản trong game này rồi, nhưng không phải ai cũng thích, nhất là những người hay bị zero. Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ chỉ ra những sai lầm khi anh em zero kẻ thù để anh em có thể zero một cách mượt mà hơn, khiến kẻ địch khóc bằng tiếng mán mà không kịp nói lời chăn chối. Ok, không chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Với một ca sĩ nào đó thì đi thật xa để trở về, nhưng trong Riot Kingdom thì lại đi thật xa để khỏi về luôn. Khi ra đi nhà của kẻ thù, chỉ vì kill point mà đa số người chơi bất chấp chọn những thành phố xa thật là xa. Ai mà nhồi rally thì xác định là muốn đi không trở lại luôn. Ai hèn mà chọn rally của kỵ binh để chạy cho nhanh thì mình không nói. Chứ ai có cái tôi cao chọn mấy con cung đi chậm như ở Gia Cát Lượng thì thôi toàn. Mới đi được vài km thì bỗng dưng có một hiện tượng lạ. Quái, sao cái bụi cây ven đường này biết nói nhỉ? Tiếp tục đi thêm vài chục km nữa thì mấy cái bụi cây kia không những biết nói mà nó chuyển sang đấm luôn. Ẩn mình trong những bụi cây đó là 5-10 đạo kỵ binh với sát thương lớn đi kèm với đó là hiệu ứng giảm tốc. Chà, cho mình xin phép đi lại được không? Nhưng mà không anh em ạ. Giờ mà hủy rally đường ai nấy chạy thì chúng nó tưởng mình dén. Còn không hủy rally thì lành ít dữ nhiều. Cố chịu đấm ăn xôi một chút thì cũng tới được nhà của kẻ địch để zero. Nhưng lúc này lượng máu của rally cũng còn một nửa so với lúc ban đầu. Cho dù nhà đối thủ có yếu thế nào đi chăng nữa mà rally không full đánh vào cũng chả lãi là bao. Dần dần có khi còn lỗ ấy. Nhưng cơn ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu. Lượt về bây giờ lại tái hiện cảnh lại những bụi cây biết nói và biết đấm kia. Ai mà ngoại tuyến thì thôi, xác định trở thành bữa ăn ngon lành cho những con sói già cô độc kia. Ai online thì có thể chạy được khác. Ai thông minh đầu nhảy số nhanh thì tấp vào lề mà tìm man dợ tự sát. Tóm lại thì mình không khuyến khích anh em mở rally quá xa khi phải đi qua quá nhiều lãnh thổ kẻ thù. Chỉ nên rally khi phe mình gần như là cắt bỏ toàn bộ lãnh thổ của chúng, hoặc là lựa đường nào mà không có cờ, không có chỗ cho kẻ thù dịch chuyển tới. Ngoài ra thì để không bị kẻ thù bắt lẻ thì anh em nên đi chung thay vì đi riêng. Đây gần như là một kỹ năng để xem nhà vua nào mới thực sự là người biết tính toán và tham minh đúng cách. Đó là một hiệu lệnh cực kỳ quan trọng. Sớm quá cũng không được mà quá trễ cũng không xong. Phải tính toán kỹ càng giữa những khoảnh khắc mà kẻ thù dính cuồng chiến, hoặc là nâng cao hơn là trong những trường hợp mà cờ sắp cháy xong và kẻ thù dính cuồng chiến trên cái cờ đó. Khoảnh khắc ngay khi mục tiêu dính cuồng chiến, khoảng thời gian vàng để ném xích thu phục chúng về miền cực nhọc là trong 15-30 giây. Trong khoảng thời gian này mà vua bỏ qua thì kẻ thù có thể rút quân về và dịch chuyển đi chỗ khác. Thế là sôi hỏng bỏng không luôn. Lúc này quan dân la làng, chỉ trích bạn là một nhà vua tồi tệ hoặc là nhà vua gà. Tin mình đi, họ không nói ra miệng vì sợ bạn, nhưng mà ánh mắt hoặc là sâu bên trong họ nghĩ như thế đấy. Khoan nói đến những giáo án rally độc lạ Bình Dương. Những con bài dị thì bình thường khi rally phải nắm được các quy tắc như sau. Khi kẻ địch có phiêu thì phải dùng những cặp có sát thương diện rộng hoặc có sát thương quản kích. Ngược lại, kẻ thù không có phiêu thì anh em cứ dùng cặp nào nhờ sát thương nhất để tối ưu, đánh nhanh diệt gọn rồi sau đó còn mang xe lên hốt lúa về làng. Nhưng với trường hợp rally ở xa thì nên chọn những cặp chạy nhanh. Nếu không chạy nhanh thì cũng phải có sát thương phản kích cao để tránh bị sầu oan. Những cặp tướng mà mình recommend cho anh em đó là Attila Takeda chạy nhanh và có phản kích. Cụ tổ đốt nhà thì không ai dám chống rồi. Không có Takeda thì anh em cứ linh hoạt thay bằng Nesky, Julius Caesar, Ragnar hoặc thậm chí là Lưu Triệt. Rally bằng cung bộ chạy không nhanh thì anh em auto pick mấy con như là Henry Nebu để chống sầu oam. Tarik Bakkan thì cũng tự, ai dại mà sầu oam mấy cặp này thì rước họa vào thân, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Lỡ mà địch mạnh quá đánh khùng đánh điên, sầu oam bất chất vì sao? Bị sầu oam thì như mình nói ở trên, hủy thì mất cơ hội zero địch và bị những cái đám lâu la rình rập ăn tươi nuốt sống. Còn để rally thì bị bào lính, nước chảy đá mòn, nước còn thì chim cút. Chúng cứ bào từng chút thì chả mấy chốc mà rally của bạn cũng chẳng còn bao nhiêu lính hết. Bài học rút ra ở đây là địch đông quá thì thôi bỏ đi mà làm người, chờ cơ hội khác chứ đừng dại gì mà đâm đầu vào anh em nha. Như mình đã đề cập ở video trước, T4 có chỉ số sức mạnh khó ước tính hơn nhiều so với T5. Một đơn vị T4 có sức mạnh là 4, còn T5 có sức mạnh là 10. Nói chung là T5 bằng 2,5 lần T4. Đấy là về mặt con số sức mạnh. Về mặt đồn trú thì T4 tỏ ra không quá thua thiệt về chỉ số so với T5. Chưa kể là T4 còn tốn rất ít tài nguyên và tăng tốc để chữa lành. Từ đó thì đội quân T4 dễ dàng sinh sôi về mặt số lượng và áp đảo hoàn toàn so với T5. Bạn nghĩ đâu sẽ là một thành phần nguy hiểm? Một tên sát nhân mang mặt nạ hề ư? Không. Mà đó chính là một ông T4 chưa có T5, nhưng mà có 4 triệu T4 trong thành phố. Chỉ số sức mạnh loanh quanh đâu đó là 50 triệu sức mạnh. Nạp công nghệ pha lê, nâng tech thiệt hại, tech bộ binh các kiểu con đà điểu. Nhìn thì có vẻ như là một người chơi bình thường, không có gì đặc biệt. Thậm chí là nhìn rất giống một miếng bánh ngon ngọt để anh em ngoạp vào. Nhưng mà bản thân lối chơi build T4 để thủ thành như này đã là một điều gì đó vô cùng đặc biệt và khám lọ. Đặc biệt là đấm cho mấy ông bot T5 biết thế nào là sức mạnh của chủ tịch, giả vờ thử lòng với kết. Như chúng ta được biết, khoảng thời gian lý tưởng để sấu oam nhà khi mục tiêu bắt đầu xuống máu đỏ.
Khi này thì chúng ta có thể gây thiệt hại tối đa cho kẻ thù, trong khi thiệt hại nhận lại của chúng ta là không đáng bao nhiêu. Nhưng không phải tình huống lúc nào cũng suôn sẻ như vậy. Như bạn đã biết thì một mục tiêu chỉ có thể bị tối đa 10 đạo quân được phép swarm. Những đạo quân đến sau thì sẽ chạy xung quanh như gà mắc đẻ chứ không chạm vào được. Cho đến khi mà rally kết thúc, các đạo quân chạm trước sẽ rút ra, đồng thời cái thành phố đó cũng sẽ được chữa lành đơn vị bị thương nhẹ. Sau đó những đạo quân ở sau mới được chạm vào. Lúc này thì thành phố đó sẽ có full công lực và thành phố đó sẽ đấm cho các đạo swarm sau này một cách đau đớn nhất có thể. Mấy giây đầu có thể là mười mấy nghìn đêm trắng rồi, rút ra thì còn cứu được chứ để thêm mấy giây nữa là tin vui luôn. Nhưng mà tin vui cho thành phố đang bị swarm, được quá trời kill point free cơ mà. Đồng thời thì gói thay đổi số phận hoàng kim cũng đắp xuống màn hình của những ông swarm lúc này. Này thì coi như là bị zero gián tiếp rồi đúng không anh em? Một hình thức nâng cao của việc bị zero, không cần đấm nhà vẫn zero được kha khá lính của đối phương. Giả sử anh em có 6 đạo mà vô tình bị một thế lực tâm linh nào đó xúi swarm thì có thể đi tong 3 đạo một cách lãng xẹt. Chung quy lại thì đây là bài học đắt giá cho anh em máu swarm. Có ăn gói thì sau này mới rút ra kinh nghiệm nhiều hơn được. Như trong video anh em có thể thấy máu đỏ là không gây được bao nhiêu sát thương cả, mà còn nhận lại rất nhiều thiệt hại, chẳng khác gì bắp kill hết. Những đạo máu đỏ này thì nên rút ra sớm mới đúng. Tốt nhất là máu vàng thì anh em nên rút ra để cho những đạo mà còn full cây máu nhảy vào swarm để có thể tối ưu hóa sát thương. Nói chung là sau những pha swarm đi vào lòng đất đó thì những chiến thần swarm sẽ tưởng là lãi, nhưng mà khi đọc report thì mới biết là mình như một chân bé đủ trong mắt người chơi vừa hứng swarm. Rally thì lãi thật, nhưng mà những con thiêu thân đâm đầu vào swarm lại khiến mục tiêu bị zero chuyển hóa từ vô vọng thành hy vọng. Tóm lại là hậu quả việc này là bạn không những không zero được kẻ thù mà còn bị chúng zero ngược lại nữa, giúp chúng có được rất nhiều kill point và vỗ đùi cười khành khạch. Thế nên là anh em hãy quan sát kỹ, lựa thời cơ mà swarm cho đúng nha. Mình sẽ mượn hình ảnh một con vật được mệnh danh là chúa tể bầu trời để minh họa cho anh em thấy. Con vật đó chính là chim đại bàng, và không phải ngẫu nhiên Hoa Kỳ lại chọn biểu tượng góc nghiêng của chim đại bàng làm biểu tượng quốc gia đâu. Anh em tự hỏi là nếu góc chính giữa của chim đại bàng trông như thế nào thì đây sẽ là câu trả lời. Vì vậy bây giờ mình sẽ hóa thân thành một chú chim đầy mùi dân chủ và cho anh em biết bài học cần thiết khi zero kẻ thù. Đầu tiên đó là kiến thức. Để xâm lược, hủy diệt và vơ vét tài nguyên của kẻ thù thì bạn cần có một nền tảng kiến thức chuyên sâu. Nào là khi nào nên mở rally này, rồi mở rally bằng con gì, và khi nào nên swarm, khi nào thì mới cướp tài nguyên bằng những đạo quân nào để trở tài nguyên được nhiều nhất. Tất tần tật những cái đó đều sẽ qua trên kênh Rock VPI. Anh em còn chần chừ gì nữa mà chưa like hoặc là đăng ký kênh nhanh tay và làm ngay luôn để không bỏ lỡ những video hay ho và bổ ích của chúng mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thứ hai là tầm nhìn. Trước khi zero kẻ thù hãy nhìn kỹ mọi thứ xung quanh sao cho là thật là bao quát. Lực lượng bên ta như thế nào, bên địch ra sao, nếu bây giờ zero thì có ổn không, và liệu có rủi ro nào xảy ra hay không. Phải dò xét xem chúng có đang online hay không. Nếu online mà không chịu dịch chuyển thì có khả năng cao đấy là bẫy, nên là anh em có thể bỏ qua những trường hợp đó. Khi có được tầm nhìn tốt thì công việc zero kẻ thù sẽ trở nên dễ như ăn bánh, hoặc là ăn năn sám hối làm lại cuộc đời nếu chẳng may bị kẻ thù zero ngược. Tiếp theo là biết tự lượng sức mình, yếu thì không nên ra gió. Kỹ năng và kiến thức là quan trọng nhưng mà chưa đủ. Nếu địch quá mạnh thì hãy quay xe ngay khi còn có thể, chứ lỡ đi vào lòng địch leo lên cọp thì rút lui khá khó. Việc biết lượng sức mà làm không phải là hèn. À thật ra đúng là hèn đấy, nhưng mà hèn có lý trí thì nó lại là thông minh, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cái cuối cùng trái ngược hoàn toàn với cái trên đó là lòng dũng cảm. Chơi game mà rén thì không phải hào hán. Ai sợ thì đi về. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Bạn không thể zero kẻ thù nếu không có lòng dũng cảm, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chơi theo kiểu là một thằng liều không còn gì để mất. Chìa khóa thành công là ở chỗ bạn phải thể hiện là lòng dũng cảm một cách khôn ngoan và tỉnh táo. Và đó là tất tần tật những sai lầm khi bạn zero kẻ thù trong Royal Kingdom. Bạn có đồng ý với những ý kiến mà mình đưa ra hay không? Hay có góp ý gì khác, hãy để lại ý kiến dưới phần comment nha. Đừng quên để lại cho chúng mình like, share và đăng ký kênh để cổ vũ chúng mình ra thêm nhiều video hay ho hơn nữa. Mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.